lá nhôm và thông gió của em rất là tốt. Cái âm thanh chống chét của em bây giờ là cực đỉnh luôn. Các bác cứ yên tâm, mạch là mạch nguyên bản chứ không phải là cấy ghép, không phải là chắt ghép gì thì hết, tụ hết chi hết, mà chỉ là mạch nguyên bản luôn. Và giờ em ngạch nguyên bản về em độ thêm cho chống chét cho lên lên rõ rệt nhá. Đấy, bác nhìn không, mạch rất là ngon nhá. Đấy, hai vế tắt này. Đấy rồi, em sẽ test cho anh em xin. Đây, cái này là em đấu sẵn đây này, cái này em đấu cắm USB này. Đây, có thể cắm liên thể trực tiếp này, cắm thể trực tiếp này. Đấy, không cần phải áo thể gì đấy, bác cứ cắm thể trực tiếp luôn. Đấy, bây giờ ví dụ như em vế một, đây là vế một nha. Đấy, là phóng nha, em bật vế một này, em giảm hết đi, bật vế một này, vậy vế một nó sáng này. Bây giờ em bật này, đây là bình thường nhá. Bây giờ em bật trống này, tăng trống nhá, em giảm trống này, em tăng chét này. Đấy, các bác nghe chưa, em tăng chét lên rõ tiếng chét cắt cốc ngon luôn. Đây là vế vế hai, em bấm bằng cái bát lò bát này. Đấy, em mà tắt đây này, em bật cái lò bát này, vế hai này. Đấy, đèn nó sáng nhá. Đấy, đây em giảm hết đây này, vế hai này em cũng giảm hết này, em tăng tăng luôn này. Bây giờ em để tăng, em để tăng bát các bác nhá. Các bác nghe thấy tiếng bát không? Em giảm bát này, tăng chét này. Tiếng chét đó, của cái bát nó hay không? Đấy, tăng cả hai bên nhé. Đây, em bật cả hai chạy hai bên này. Quay đó này, bấm cái quay, cái quay một này, cái quay hai này, đấy, tiếng tự lọc luôn. Anh em nào mua cứ liên hệ số điện thoại của em là 0976. Đấy, nó sang bài khác. Nó sang bài khác các bác ạ. Đấy là một vế các bác ạ. Đây là hai vế này. Thank you.
là một vé loa phóng á. Đấy. Anh em nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại của em là 0976 149 112 nha. Zalo. Cùng số đó luôn các bác ạ. Cho nên anh em có nhu cầu có liên hệ số điện thoại của em, bên em sẽ chiết hàng cho các bác trên toàn quốc nha. Rồi. Rồi hôm nay em làm đoạn video như vậy thôi. Xin chào và tạm biệt các bác nha.